cũng có nhiều nước chứ trời. Quá trời. Hàng gì ông chủ mê. Con kìa, con còn quý cái không ư? Cuối cùng mày cũng có ngày hôm nay. Mày đã bị quậy rồi. Mày tưởng là ai? Hả? Mày tưởng mày là ai? Con mày là ai? Mày là ai? Mày là ai ở đây? Mày tưởng mày là ai? Mày tưởng mày là ai? Mày là ai? Tao là cái gì mày không cần quan tâm. Mày đã bị loại rồi. Bị loại. Mày đã bị loại rồi. Mày đã bị loại khỏi Phượng Ánh Sao. Con nằm mơ con thấy con bị loại á, cái tụi Ngọc Trân tụi nó hùa vào chọc quê con á má. Trời hết hồn hết vía luôn à. Không sao đâu, yên tâm đi, nằm mơ thôi à. Nhưng mà con sợ con bị loại quá má ơi. Có má ở đây yên tâm, con không bao giờ bị loại nha. Dạ. Ngoan, ngủ tiếp đi con. Dạ. Dạ. Ủa, gì vậy? Dạ ngủ. Ngủ gì ngủ? Giờ này sáng rồi ngủ gì nữa? Sáng nữa giờ này chưa chịu dậy. Dậy mày. Ôi lỡ nằm mơ vậy luôn hả má? Chứ không lẽ. Nhanh lên. Đánh răng rửa mặt đi, xuống ăn sáng. Dạ. Cái gì vậy? Con ngủ chứ. Con ngủ cái gì vậy đi con? Đừng dậy, dậy đi. Đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng nha. Dạ. Em yên tâm đi Nana. Chắc chắn em sẽ bị loại. Con gái con lứa gì đâu ăn no nằm mơ la làng. Bực mình. Chết tôi rồi. Phì tàn luôn chứ biết sao giờ cả tôi. Anh Harry. Em làm anh hết hồn. Anh cũng làm em hết hồn. Ừ, sao hết hồn được? Dạ. Sao vậy? Dạ. Sao đứng đây vậy? Dạ, em không dám vô. Sao không dám vô? Em sợ. Ồ. Sợ không lọt vào vòng trong được đúng không? Dạ. Dạ, yên tâm đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi em ạ. Em sẽ ổn thôi. Anh có bảo đảm, anh đảm bảo là em ổn phải không anh? Hứa với em nha anh. Vậy em vô. Cái gì ông ba vậy? Tập hợp lại coi. Dạ. 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 Tôi hẹn mấy em ở đây. Nhưng mà tôi tới trễ. Vậy mà Anna còn tới trễ hơn tôi. Dạ, em xin lỗi anh Tư. Đây là kết quả phần thi năng khiếu của các em vừa rồi. Tôi buồn lắm. Ban giám khảo đánh giá gì tôi đau lắm. Hôm nay tôi sẽ chỉ cầm vô tình. Hiện giờ cầm bảng danh sách, tử có, sanh cũng có. Nếu tôi nêu tên ai có trong danh sách, người đó sẽ được lọt vào vòng trong. Còn nếu như tôi không nêu tên ai thì cũng lọt luôn. Thôi vậy là sao? Ủa vậy là sao Tư? Nói chung là đậu hết á. Em ơi,
má bà đậu. Má em cũng mừng lắm. Ôi, hết sức chịu đựng. Nè nó đi. Ê bà, sao kỳ vậy? Sao nó thi năng khiếu mà thi không được sao vô? Anh La sao nó vô được vậy? Thiệt tình có khi nào là do mình coi thường nó quá không ta? Ê, gì? Chắc chắn vấn đề luôn á. Phải không? Bà thấy cái cách nó nói chuyện với ông Hai này sung với ông Tư Hân không? Mấy con mắt nó li lịa à, cũng cái miệng nó dễ quẹo à. Ủa, nhìn nó dị tật quá vậy? Nè, nhất định là có âm mưu rồi. Trời ơi tức quá à. Vậy hôm nay tôi với bà hai người hai cái đầu lẫn thua nó. Đúng rồi, hai mình là đúng rồi nè, hai cái đầu cũng đúng luôn rồi nè. Mà không phải là hai cái đầu này là một cái đầu thôi, một cái đầu là để suy nghĩ, còn một cái đầu là để trang trí nè. Là sao? Đâu cạn lời. Bà hỏi tôi biết hỏi ai. Đại diện phụ nữ là may, chuyên đi hòa giải, cắt xây gia đình. Vợ chồng có chuyện lình xình, chỉ cần may tới giải trình là xong. Thế mà ông trời bất công, để mày cứ phải lông bông thế này. Lại còn có kẻ đắng cay nói mày sẽ phải mục thay tôi già. Bà đứng lại, đứng lại cho tôi, đứng lại cho tôi. Cái người bà, vợ tôi nó ở đâu hả? Trời đất ơi, anh ngộ quá hả? Vợ anh thì anh về anh mở cửa nhà anh mà anh kiếm, tự nhiên đi hỏi tôi làm sao? Tôi không hỏi bà, hỏi ai? Bữa nọ vợ chồng tôi đang gây lộn với nhau, bà tới bà rù rì to nhỏ gì với nó, mà hôm qua nó bỏ nhà cuốn quần áo đi mất tiêu rồi. Nè, tôi làm đúng chức năng của người đại diện phụ nữ, tôi khuyên bảo chị nhẹ nhàng rõ ràng. Tôi nói vợ chồng á là phải nhường nhịn nhau, nhịn được thì nhịn, không nhịn được cũng phải ráng nhịn, ở được thì ở, không ở được thì bỏ đi. À, thì ra là thế. Bữa nay tôi phải tính sổ với bà. Vậy có tội cuối bày vợ tôi hả? Buông ra, buông ra. Thằng kia, đứng lại cho tôi. Bà đứng lại cho tôi. Con tôi dậy, con tôi dậy. Trời ơi, mày mà cháu không đuổi kịp mình, chứ nó không có mày. Chết rồi, mày đi ta, con tôi dậy. Con anh Nam là của mày. Anh à. Dạ. Trời ơi, con muốn hại chết con hay sao vậy? Dạ không, con thấy cô con vui quá, con kêu. Ủa mà sao cô thở dữ vậy cô mày? Trời ơi, sống ở trên đời mà không thở thì chết thì sao con? Dạ không, mà đúng thiệt, cô mày cái gì cũng dữ, thở cũng dữ hơn người ta nữa. Dạ. Cảm ơn con quá khen nghe. Dạ. Ủa, mà con đi đâu vậy? Dạ, con đi mua đồ cho má con. Ờ, vậy hả? Nó nghe nè, sẵn gặp con đây nhắn tin bồ câu luôn, nhờ bồ câu về chuyển giùm cho đại bàn chiều nay 5 giờ họp tổ phụ nữ nha. À, dạ con biết rồi, vậy con là bồ câu. À, dạ để con về con nói má con. Rồi, dạ bye bye con mày. Anna. Dạ. Lùi lại mấy bước á, con hỏi coi. Dạ. Sao cô? Ở nhà chắc con xài dầu cù là với lại thuốc đau bụng nhiều lắm phải không? Ủa, là sao cô? Trời ơi, không có tiền á thì nói cô. Trời ơi, nhìn con mặc bộ đồ kìa, cái gì mà trống trên hở dưới vậy? Nếu mà ở nhà không có tiền, nói cô May mua cho tí tiền, tí giải để đắp vô, chứ đâu mà hở hang trống trên hộp dưới vậy con? À, không có đâu cô. À, dạ cô May, cái này là thời trang thời thượng nó vậy đó cô May. Trời, cái này là thời trang thang trời thì có. Nhìn mày tao muốn đem đi roti thiệt luôn á. Nó nghe nè. Dạ. Con gái con đứa mà ăn mặc hở hàng về là không có được đâu nghe. Cha mẹ đâu mà sao không dạy con vậy? Để con ăn mặc kỳ cục mà. Cô May, cái này con mặc về đâu có gì đâu. Có cái gì đâu, ăn mặc về mà nói là không có gì đâu hả? Bởi vậy, nhìn mặt con là muốn đem đi quay nước dừa rồi đó.
Trời, cái này là thời trang than trời. Ông ấy ơi, vợ chồng Tuấn nó gây lộn sầm kìa. Cô tới nhanh lên nha. Trời ơi, vợ chồng thằng cô hồn này cái gì mà gây gỗ nhau hoài vậy? Thôi, chạy về đi, tôi chạy tới liền. Nè, bây giờ cô đi lo giải quyết chuyện chồng của thằng Tuấn. Còn chuyện của con á, chiều nay cô họp tổ dân phố rồi cô nói với bác còn sao. Hả? Ủa gì vậy ta? Mặc đồ gì bình thường thôi mà cũng bị nói nữa. Mà cái cô này may này thiệt tình luôn á. Suốt ngày cứ đi lo chuyện gia đình người ta, chuyện mình không lo. Bởi vậy bây giờ cũng chưa chồng chưa con. Đúng là may lông bông mà. Thôi đi về. Lại đây, lắng nghe tình yêu này. Cứ đi bao la thở dài, em sẽ thấy nụ cười trong mắt tôi. Lại đây, khi có tiếng anh thấy mệt nhoài. Cho nhau bao nụ cười. Quên đi bao chuyện buồn. Bên nhau hát câu ca.